Minh được Vi hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Kiếm Phong Kim ngày Nhâm Thân tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Kiếm Phong Kim kỵ tuổi Bính Dần Canh Dần, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn thành thủy cục, xung với Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ và tuyệt Mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân, tuổi xung trong tháng tuổi Mậu Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao tự khí, quan phú, xấu mọi việc, sao Nguyệt Yếm Đại Họa xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Vạn Vong kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Tây. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn trợ mệnh trong vận trình ngày Chủ nhật này mang đến cho người tuổi Tý tin vui về tài chính bất ngờ. Một cơ hội làm ăn hoặc ký kết hợp đồng mới có thể sẽ xuất hiện trước mắt con giáp này. Đừng bỏ lỡ kẻo bạn sẽ phải hối hận đấy. Thương quan chiếu mệnh là lý do mà bản mệnh cần phải đề phòng với những kẻ tiểu nhân xung quanh bạn. Cũng bởi quá đố kỵ với những thành công mà bạn có được mà họ mới liên tục bày ra những cơ mưu xấu xa để cản bước tiến của bạn. Ngày có ngũ hành kim thủy tương sinh, con giáp này sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ và bình yên bên những người thân yêu của mình. Con giáp tuổi Tý độc thân còn có cơ hội gặp gỡ những mối nhân duyên mới, có thể một trong số họ sẽ là một nửa mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu đó. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, người độc thân sớm tìm được nhân duyên định mệnh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, nhân duyên tốt đẹp, gia đình hòa thuận, yên ấm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, nhận được tin vui tài chính bất ngờ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, đề phòng kẻ tiểu nhân bày mưu cản bước tiến tới thành công của bạn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 55, số 11, số 72. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video.
Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày chủ nhật của 12 con giáp cho thấy, trong ngày có chính ấn trợ mệnh, giúp cho vận trình của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng. Công việc được thuận buồm xuôi gió, khó khăn trước đây được bản mệnh từng tưởng là rất khó, thì nay cũng đã tìm ra phương cách để tháo gỡ. Con giáp chăm chỉ như bạn sẽ nhận được những lời khen ngợi của cấp trên và đồng nghiệp. Ngoài ra, người tuổi Sửu dù là ngày nghỉ cũng không ngần ngại tiếp nhận công việc mới hay đứng ra xử lý những vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Năng lực của bạn được khẳng định một cách chắc chắn, chẳng ai có thể chối cãi được điều này. Hãy cứ tự tin tiến tới đích đến thành công của mình nhé. Thổ dưỡng kim, bạn và người ấy đang dần xích lại gần nhau. Cả hai dành thời gian để cùng nhau chia sẻ tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề xảy ra trong cuộc sống để cùng tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Đó là nền tảng của một tình yêu bền vững đó. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, không ngần ngại khi đứng trước khó khăn thử thách. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, sự thấu hiểu kéo gần hai bạn với nhau, tình yêu ngày càng bền chặt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, sự động viên khuyến khích của bạn có thể giúp ích cho ai đó. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, khẳng định được năng lực và vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tự tin nhưng đừng tự kiêu, ngạo mạn, thành công sẽ đến. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, số 67, số 9. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, cà phê. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, thiên tài độ mệnh mang đến may mắn về tài lộc cho con giáp tuổi Dần trong ngày hôm nay. Bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập phụ kha khá từ nghề tay trái hoặc có thể nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ người thân hay bạn bè. Tuy nhiên, cục diện Dần thân tương xung báo hiệu một vài vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ xã giao của bạn. Ai cũng có chính kiến của riêng mình, vì vậy việc bất đồng ý kiến là điều khó tránh khỏi. Chỉ cần bạn bình tĩnh lắng nghe và suy xét kỹ càng trước khi đưa ra nhận định của bản thân thì mọi việc sẽ sớm có kết quả thôi. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm của bạn cũng chẳng được như ý muốn. Những xung đột liên tiếp xảy ra, con giáp nóng tính này vì không kiểm soát được cảm xúc của mình mà buông những lời gay gắt làm tổn thương nửa kia. Nếu không sửa đổi tính cách này thì e rằng người ấy sẽ chẳng thể chịu đựng bạn lâu thêm được nữa đâu. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, vận may tài lộc tới. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, quan hệ xã giao không mấy hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, thu lợi từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tranh cãi khiến mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng sâu sắc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, suy nghĩ kỹ càng và cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 35, số 27, số 94. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, đen. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, bước sang ngày chủ nhật này, người tuổi Mão sẽ nhận được nhiều tin vui về tiền bạc khi được chính tài trợ mệnh. Người làm ăn kinh doanh nhờ sự trợ giúp của các thần này mà có cơ hội ký kết các hợp đồng mới, mở rộng quy mô kinh doanh. Người làm công ăn lương dù là ngày nghỉ, nhưng bạn có nghề tay trái, làm thêm cũng giúp cho bạn cảm thấy hài lòng với những thành quả mà mình đạt được. Thu nhập của con giáp này vì thế cũng tăng trưởng tích cực,
Luôn giữ vững tinh thần chăm chỉ và cầu tiến trong công việc thì việc nhận tiền về tay của bạn sẽ bao giờ là khó. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mão trong ngày kim mộc xung khắc lại gặp không ít rắc rối. Những hiểu lầm cứ liên tục nảy sinh, đôi bên chẳng thể nói ra những suy nghĩ ẩn giấu trong lòng khiến cuộc chiến tranh lạnh cứ âm ỉ từ ngày này sang ngày khác. Hãy ngồi lại và chia sẻ cùng nhau để được thông cảm và thấu hiểu nếu bạn vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ này. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nhận được tin vui về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hiểu lầm cần được hóa giải trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, giữ tinh thần chăm chỉ và cầu tiến, thành công sẽ tới. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 40, số 27. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, xanh lá. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Được thiên ấn độ mệnh, con giáp tuổi Thìn làm nghề tự do, nghệ thuật hay dịch vụ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong hôm nay. Đây là thời điểm để bạn ghi điểm trong mắt những người xung quanh, đặc biệt là với những người lãnh đạo, quyền cao chức trọng. Chưa kể ngày có Thìn thân bán hợp cũng khiến cho các mối quan hệ xã giao của bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Con giáp tốt bụng này chẳng ngần ngại đưa tay ra giúp đỡ người khác, cứ thế được mọi người hết mực yêu mến và tôn trọng. Ngũ hành thổ sinh kim mang đến cho người tuổi Thìn còn độc thân những cơ hội được gặp gỡ làm quen với những người bạn mới. Có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp của mình qua những cuộc trò chuyện bất ngờ đó. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu đi thôi. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, khẳng định năng lực và vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không ngần ngại giúp đỡ người khác, được mọi người tán thưởng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tập trung làm tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mở rộng tâm tư, đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cơ hội để bạn thể hiện năng lực cá nhân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 6, số 52, số 88. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Thiên quan chiếu mệnh gây trở ngại cho vận trình tử vi ngày chủ nhật này của người tuổi Tỵ, bản mệnh sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những bàn gia tán vào của mọi người. Đây chính là món bài của kẻ tiểu nhân đứng sau đặt điều nói xấu bôi nhọ danh tiếng của bạn. Chẳng gì có thể chứng minh được sự trong sạch của bạn bằng chính những hành động thực tế, những sự thật hiển hiện đâu. Hãy cứ sống tốt và làm tốt việc của mình để kẻ xấu không thể tìm ra kẽ hở mà ký sinh trên sự thành công của bạn nhé. Ngày Tỵ thân lục hợp, con giáp thông minh này cũng sớm biết cách để mọi việc trở về đúng quỹ đạo của nó sau khi phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại. Con đường tới thành công dù có dài hơn một chút, xa hơn chút, nhưng chỉ cần bạn luôn kiên trì và sáng suốt thì tương lai sẽ chẳng phụ bạn đâu. Bạn cũng nên tránh xa các cuộc tranh cãi khi trong ngày có ngũ hành hỏa kim xung khắc như hôm nay. Chỉ cần thêm một vài câu nói cũng có thể khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn rất nhiều đó. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tránh xa các cuộc tranh cãi kẻo đổ thêm dầu vào lửa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, làm tốt việc của mình, không lo kẻ xấu đặt điều sau lưng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, thị phi bùa vây, cần bình tĩnh để xử trí vấn đề. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nhanh chóng tìm ra cách tháo gỡ khó khăn.
Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, kiên trì và sáng suốt là chìa khóa tiến tới thành công. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 3, số 71. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: tím, hồng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình trong ngày gặp hỏa khắc kim, người tuổi Ngọ khó thoát khỏi những buồn đau sầu muộn trong mối quan hệ tình cảm gia đình hay tình cảm cá nhân. Người độc thân mãi chẳng thể tìm được bến đỗ cho mình, sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn bạn trong ngày cuối tuần này. Những người có đôi có cặp cũng chẳng thể có được một ngày vui vẻ vì những bất đồng cứ mãi tiếp diễn, chẳng ai chịu xuống nước và nhận thua thiệt về mình, ai cũng khăng khăng giữ cái tôi cho riêng mình. Những vết rạn nứt sẽ ngày một lớn thêm nếu bạn không hóa giải chúng ngay bây giờ. Chuyện tình cảm có thể không được suôn sẻ, nhưng may mắn thay người tuổi Ngọ được chính quan trợ mệnh, chuyện công việc lại có được không ít tin tức tốt lành. Dự án triển khai theo đúng kế hoạch, những kết quả bước đầu đang dần lộ ra, chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Đây cũng là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa, tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn liên quan tới chuyện tiền nong. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tâm trạng buồn bã chán nản bao trùm cả ngày chủ nhật. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi xung đột tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thành quả cho những nỗ lực dần hé lộ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, người độc thân cảm nhận nỗi cô đơn bủa vây. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 15, số 3, số 93. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: cam, đỏ. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Tử vi chủ nhật của người tuổi Mùi nhận thấy chính ấn xuất hiện trong vận trình của người tuổi Mùi giúp cho con giáp này thêm tự tin vào năng lực của chính bản thân mình. Bạn dễ dàng hoàn thành mọi việc được giao mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà trở nên bảo thủ và cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Hãy học cách sống khiêm tốn và hài hòa hơn, những cơ hội phát triển sẽ đến với bạn sớm thôi. Ngày có ngũ hành thổ kim tương sinh, đào hoa khởi vượng, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp dành cho mình trong khoảng thời gian này. Hãy cho đối phương cơ hội để cùng tìm hiểu thêm về nhau, đừng vội vàng từ chối nhé. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không có nhiều cải thiện về mặt sức khỏe, bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tình cảm lứa đôi ngày một nồng nàn, thắm thiết hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng quá cố chấp, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tự tin vào năng lực, công việc nhanh chóng hoàn thành. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy khiêm tốn và học hỏi mọi người xung quanh. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 22, số 76, số 80. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân.
Theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, con giáp tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này gặp tỷ kiên chiếu mệnh, làm cho bạn sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc trong gia đình. Không ai muốn mình phải chịu thiệt nên ra sức chia bè kết phái, đùn đẩy trách nhiệm hay tranh giành quyền lợi, tài sản. Ngày mới cũng cho thấy, tiền bạc, danh lợi có thể lột bỏ bộ mặt thật của những kẻ tham lam ích kỷ một cách rõ ràng như thế nào. Liệu bạn có thể hóa giải hết những khúc mắc này không? Trước hết bạn hãy trở thành chất xúc tác để gắn kết các thành viên lại với nhau, chỉ có đoàn kết mới mong mọi việc được giải quyết trong êm thấm được thôi. Trong ngày kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Chế độ ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể ảnh hưởng đến cơ thể, tăng nguy cơ mắc hoặc tái phát các bệnh về dạ dày, đường ruột hay hệ tiêu hóa. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tiền bạc danh lợi sẽ giúp bạn nhìn ra những kẻ tham lam ích kỷ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đoàn kết mới mong hóa giải mọi xung đột. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chế độ ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tranh cãi mâu thuẫn về tiền bạc trong gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 13, số 21, số 62. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, ánh kim, 8. Quý nhân phù trợ, Ý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Tử vi ngày mới phương Đông cho thấy, nhờ có tam hội mang lại cho con giáp tuổi Dậu một cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Dường như bạn nhận được sự giúp đỡ hoặc có thể gặp được đối tác phù hợp, cho bạn cơ hội để học hỏi và khám phá. Hôm nay khuyến khích bản mệnh dành thời gian để làm mới tình cảm của mình. Bạn có thể tự tay nấu một món ăn mới hoặc khám phá một địa điểm hẹn hò khác sẽ giúp hai bạn lấy lại tình cảm như thuở ban đầu. Chính ấn xuất hiện mang lại sức mạnh cùng lòng quyết tâm để con giáp tuổi Dậu sẵn sàng dấn thân vào nhiệm vụ khó khăn. May mắn hơn nữa là bạn có người thân hỗ trợ với những kinh nghiệm rất quý giá của họ trong vai trò một người đi trước. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tránh xa những trò chơi đỏ đen. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, người thân dành cho bạn lời khen ngợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tìm được niềm vui trong việc làm nhỏ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, hãy tập trung hoàn thiện bản thân hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nhớ ghi ra những việc cần làm tránh quên. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 2, số 96, số 11. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, hồng. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, ngũ hành thổ sinh kim mang đến cho người tuổi Tuất một ngày cuối tuần tràn ngập tiếng cười. Các thành viên trong gia đình cùng trò chuyện và chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Mọi người cùng thông cảm, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Những người làm nghề tự do hay nghệ thuật, dịch vụ trong ngày cuối tuần này có thể nhận được sự tán thưởng của mọi người về tài năng của mình khi được thiên ấn độ mệnh. Sự linh hoạt và nhanh nhạy của bạn trong cách xử lý tình huống khiến mọi người phải nể phục. Lại thêm Tuất Dậu tương hội, con giáp này luôn khiến người đối diện mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Đó chính là lý do bạn luôn là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện. Sự gần gũi và tự tin là vũ khí bí mật mà không phải ai cũng có được. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, một vài vấn đề phát sinh nhưng không làm khó được bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, chia sẻ để thêm thấu hiểu và cảm thông.
Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, gần gũi và tự tin là chìa khóa nắm giữ các mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nhạy bén trong cách xử lý vấn đề. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 27, số 6, số 80. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ: Mão, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Khi có thực thần ở bên trợ mệnh, người tuổi Hợi chẳng phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tiền bạc chẳng lo thiếu, con giáp này thoải mái chi tiêu mà không đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, tiền có nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày tiêu tán hết. Đừng bỏ qua việc lên kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Ngày Thân Hợi tương hại như hôm nay, bạn sẽ phải nghe không ít lời gièm pha nói xấu sau lưng về hình ảnh của mình. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối vẫn luôn ghen tức đố kỵ với những gì bạn có, chúng liên tục bày ra những chiêu trò nhằm hạ bệ bạn. Đừng sợ hãi, hãy cứ là chính mình, hãy đứng trên đôi chân của mình, bạn sẽ tự mình vượt qua tất cả mà không cần đến sự trợ giúp của ai cả đâu. Mọi hiểu lầm đều sẽ sớm được xóa bỏ thôi. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu hợp lý, nếu không tiền bao nhiêu rồi cũng sẽ hết. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng lo thiếu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu sau lưng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hãy nhớ tiết kiệm để đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm đôi bên thắm thiết. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 14, số 58, số 21. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mão, Dần, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.